thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, sáng ngày 4 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Bùi Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Nguyễn Thái Thịnh trưởng Ban pháp chế. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri 12 xã, thị trấn gồm Kim Xá, Trấn Hưng, Tân Tiến, Yên Bình, Đại Đồng, Nghĩa Hưng, Yên Lập, Việt Xuân, Vĩnh Sơn, Vũ Di, Vân Xuân và thị trấn Thổ Tang dự buổi tiếp xúc về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị của huyện. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri huyện Vĩnh Tường về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, dự kiến nội dung, chương trình, các nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 hội đồng nhân dân tỉnh. Phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 15 và kết quả phát triển kinh tế, Xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, cử tri huyện Vĩnh Tường mong muốn các cấp chính quyền xem xét giải quyết một số ý kiến, kiến nghị như tiếp tục thực hiện việc đưa nước sạch đến mọi người dân, đề nghị thống nhất giá nước sạch chung, cải tạo nâng cấp hệ thống tưới tiêu, mương nước xã Vân Xuân, công tác thu dọn rác thải tại kênh 6A chảy qua địa phận xã Việt Xuân, ô nhiễm khí bụi do cụm công nghiệp Đồng Văn gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xã Trấn Hưng xem xét vấn đề chi kinh phí cho thôn, tổ dân phố, các ban chuyên trách ở thôn hoạt động, sắp xếp bố trí cán bộ rồi dự sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp sổ đỏ, sổ hồng cho một số hộ dân trên địa bàn xã Yên Bình, khởi công trùng tu đình làng xã Vĩnh Sơn. Tại hội nghị, những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Tường đã được các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan tiếp thu và trả lời thỏa đáng theo thẩm quyền.